129 tác phẩm văn học nghệ thuật, 54 tác phẩm báo chí xuất sắc, 24 đơn vị báo chí xuất bản, 19 đơn vị nghệ thuật chiếu phim lưu động và 160 tập thể có nhiều thành tích đã được biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết 3 năm cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đây có thể thấy, các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí đã thể hiện khá đậm nét hình tượng Bác Hồ, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là kết tinh trí tuệ, tâm hồn, khí phách, văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, các tác phẩm còn góp phần khắc họa một cách sinh động hình ảnh những con người Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều người đã trở thành nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong cuộc sống, công tác, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã thu được một cái mùa gặt lớn về cái văn học nghệ thuật và báo chí với một cái chủ đề là đề cao, phát huy, nhân rộng và đưa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống. Đấy là một cái thắng lợi rất lớn. Ở lĩnh vực nào cũng có những tác phẩm xuất sắc, đặc biệt là báo chí, văn học, nghệ thuật, điện ảnh và mỹ thuật. Đặc biệt là trong văn học, chúng ta đã có nhiều tác phẩm mới về Bác, không những thơ, không những là tiểu thuyết và cả lý luận phê bình. Trong điện ảnh, chúng ta có hai bộ phim, đó là phim về thầy giáo Nguyễn Tất Thành của Hội Điện ảnh Việt Nam và phim Vượt Qua Bến Thượng Hải của Hội Nhà văn Việt Nam. Thứ ba, chúng tôi rất muốn khuyến khích và khẳng định đóng góp của giới mỹ thuật. Cuộc triển lãm các tác phẩm mỹ thuật trong mừng 1.000 năm Thăng Long vừa qua ở Hà Nội, thì trong số 800 tác phẩm dự thi có rất nhiều tác phẩm hội họa mới về Bác. Rất xúc động. Tuy nhiên, cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng còn một số hạn chế, như sự quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa được chú trọng, việc sáng tác quảng bá tác phẩm hướng tới vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa nhiều. Cái mặt bằng chung của chất lượng trong 3 năm qua, chúng tôi đánh giá rằng nó vẫn còn có cái phần nào đấy nó hạn chế, chưa được như mong muốn. Tất nhiên nó cũng có những điều kiện khách quan, khó khăn của nó. Người mất cũng đã được 40 năm, cho nên cái hình ảnh về Bác đối với lại cái lớp cao tuổi thì vẫn còn có những tác động tích cực và ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Nhưng đối với lại cái thế hệ trẻ, trong đó có các cái thế hệ các nhà văn, nhà báo trẻ, thì cái hình ảnh về Bác, mường tượng về Bác nó chưa được rõ nét. Cho nên cũng không thể đòi hỏi các nhà văn, các nhà báo trẻ hôm nay có một cái sự hiểu biết sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như thời đại mà người ta sống để người ta phản ánh được như chúng ta mong muốn. Cho nên chúng tôi cho rằng những việc như thế này thì nó cũng cần phải có thời gian. Để khắc phục những hạn chế này, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của vận động đã xác định coi trọng việc chỉ đạo đôn đốc kiểm tra đánh giá cổ vũ các cơ quan đơn vị báo chí, văn học nghệ thuật và đội ngũ các nhà báo, văn nghệ sĩ hăng hái tự giác sáng tác quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một sự phát động rộng lớn, huy động mọi tiềm năng sáng tạo và chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cả về tài năng vốn sống và rút kinh nghiệm của đợt vừa qua, để chúng ta có những tác phẩm xứng đáng hơn. Sáng tác quảng bá về các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Bác Hồ cũng phải tìm ra những cái hình thức mới, nó khác đi, chứ nó không thể mang tính phong trào như vừa xong được nữa. Vì nói cho cùng ra, văn chương nghệ thuật nó viết về cái chủ đề nào đi chăng nữa, kể cả về các cái chủ đề về Bác Hồ hoặc là đề tài về xây dựng cái hình tượng Bác Hồ, thì cũng phải tìm ra được những cái sáng tạo mới. Và chỉ có những sáng tạo mới thực sự có giá trị và mang đến cho công chúng, bạn đọc những các cái giá trị thẩm mỹ mới thì hy vọng chúng ta mới có được một tác phẩm hay. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 03 CTTU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng ta tin tưởng rằng tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là nguồn cảm hứng, nguồn động lực lớn để giới báo chí, văn nghệ sĩ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có chất lượng, góp phần đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực trong các tổ chức đảng, các đoàn thể, mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.